Thế giới buộc phải nhanh chóng thích ứng với cuộc sống trong đại dịch, nhiều phát minh độc đáo đã ra đời, nhưng một đôi giày cỡ 75 thì có lẽ nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Ông Gregory Lup, một thợ đóng giày ở Romania, chính là chủ nhân của ý tưởng kỳ quạc này, nhưng ông có lý do để biến nó thành hiện thực, thậm chí ông còn mong muốn phát minh của mình được chào đón trên khắp thế giới. Tôi thấy rất nhiều người không tôn trọng quy định giãn cách xã hội để phòng ngừa dịch bệnh lây lan. Vì thế, tôi đóng đôi giày này để nhắc nhở mọi người giữ khoảng cách quy định hoặc nếu họ quên thì đôi giày này có thể nhắc cho họ nhớ. Ông Lúc có kinh nghiệm 39 năm trong nghề đóng giày. Sở dĩ ông chọn cỡ giày 75 là bởi nếu hai người mang đôi giày này đứng đối diện nhau thì khoảng cách giữa họ sẽ vào khoảng 1,5 mét. Cửa hiệu giày của ông Lúc được mở từ năm 2001 và chuyên nhận đóng giày cho các nghệ sĩ opera, các diễn viên nhảy truyền thống từ khắp nơi trên thế giới. Một hôm, tôi nhận được một cuộc gọi của một diễn viên từ Anh. Tôi cứ nghĩ cô ấy đặt giày để biểu diễn như mọi khi, nhưng cô ấy nói là muốn đóng đôi giày cỡ 75 cho chồng. Tôi đã rất ngạc nhiên. Công việc kinh doanh của ông Lúc đã bị gián đoạn do đại dịch, nhưng ông rất phấn khởi khi ý tưởng của mình đã được đón nhận. Ông đã nhận được hơn 10 đơn đặt hàng. Mỗi đôi giày đặc biệt này cần 2 ngày để hoàn thiện và tốn khoảng 1 mét vuông da. Khi việc đeo khẩu trang trở thành chuẩn mực thời COVID-19, Donut Robotics, một công ty khởi nghiệp của Nhật Bản, đã phát triển loại khẩu trang thông minh, có thể dịch từ tiếng Nhật sang 8 ngôn ngữ khác, gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Hàn Quốc, tiếng Indonesia, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái và tiếng Việt. Công ty công nghệ Donut Robotics từng phát triển robot dịch thuật và hướng dẫn tại sân bay quốc tế Tokyo. Hiện tại, công ty đã ứng dụng công nghệ này vào sản phẩm mới là chiếc khẩu trang thông minh mang tên c -Max. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ trong nhiều năm để phát triển robot và chúng tôi sử dụng công nghệ đó để tạo ra một sản phẩm thông minh trong đại dịch Covid-19. Simas được làm bằng nhựa trắng cùng kích cỡ với khẩu trang tiêu chuẩn. Khẩu trang có khả năng kết nối với điện thoại di động và máy tính bảng thông qua Bluetooth để chuyển lời nói thành tin nhắn văn bản, thực hiện cuộc gọi và khuếch đại giọng nói của người đeo. Donut Robotics đã huy động được 28 triệu yên thông qua trang web gây quỹ cộng đồng của Nhật Bản Fandino. Khoảng 5.000 chiếc khẩu trang thông minh sẽ đến tay người tiêu dùng Nhật Bản bắt đầu từ tháng 9 tới. Công ty cũng đang tìm cách bán sản phẩm tại Trung Quốc, Mỹ và châu Âu. Giá cho mỗi chiếc khẩu trang có khả năng phiên dịch này là 40 đô la Mỹ.